Mộc Hương Shop xin chào các bác. Hôm nay thì Mộc Hương Shop sẽ chọn cho một anh khách một chiếc vòng lưu hoa huyết long. Thì anh khách ở Hải Phòng, anh có tìm hiểu và cũng theo dõi Mộc Hương Shop được mấy tuần nay rồi. Thì anh đã quyết định mua ủng hộ shop một cái sợi vòng lưu hoa huyết long 18 ly. Thì anh nói thì anh cũng 80 cân và thích đeo những cái vòng hạt to, bự, vân đẹp, chất gỗ già. Khi mà anh xem được cái video về vòng lưu hoa huyết long của Hậu Shop trên YouTube thì anh cũng rất là ưng ý và đã gọi ngay để lấy một sợi vòng lưu hoa. Thì tôi cũng tư vấn cho anh là nếu mà anh thích to như vậy thì anh nên đeo những cái vòng size lớn như 16 ly hoặc 18 ly. Thì những cái size lớn như thế thì vân nó sẽ rất là đẹp. Đây tôi đang đổ vòng ra và chọn cho anh những cái chiếc vòng size lớn hơn, size bự hơn. Tôi sẽ cho các bác xem. Ngoài ra thì rất là nhiều những cái vòng size nhỏ từ 12 ly, 14 ly, 16 ly các bác nhé. Anh ấy chọn cái vòng 18 ly. Đây là chiếc vòng tôi đã chọn cho anh này. Thì chiếc vòng này thì tôi thấy là rất là ok, vân rất là đẹp. Có hai cái hạt nó bị nỗi màu đen ấy, thì tôi sẽ tháo ra và chọn hai cái hạt khác để thay vào. Những cái vòng mà bên tôi chọn thì thường là bên tôi sẽ kiểm tra rất là kỹ các bác nhé. Đây là chiếc vòng mà trước khi tôi chọn này. Bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị tháo vòng ra và sẽ xỏ lại thay những cái hạt nỗi ra các bác nhé. Đây bây giờ tôi đang chuẩn bị thay những cái hạt nỗi ra. Đây là những cái hạt mà bên tôi đã để bên ngoài để dự phòng khi mà nếu mà trường hợp mà nó xảy ra những cái hạt nỗi không mong muốn thì bên tôi sẽ dùng những cái hạt này bên tôi thay vào trước khi mà gửi cho khách. Đây cái hạt nó đen đen này. Thực ra những cái chấm đen như này thì mình không thể tránh khỏi được các bác vì nó là gỗ tự nhiên rồi. Bây giờ tôi sẽ cắt vòng ra và tôi sẽ xỏ vòng cho khách lại các bác nhé. Bên tôi có hình thức là thanh toán online, là thanh toán chuyển khoản đấy các bác. Các bác có thể chuyển vào số tài khoản của tôi, đặt cọc hoặc các bác thanh toán hết 100% cũng được, tùy các bác theo cái hình thức nào cho nó thuận tiện. Hoặc cái hình thức thứ hai là thanh toán tại nhà, khi mà các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền cho shipper. Thì cả hai hình thức này nếu mà các bác thấy hình thức nào mà thuận tiện phù hợp với các bác thì các bác lựa chọn sao cho ok nhất với mình là được, chứ bên tôi không cần các bác phải thanh toán theo hình thức 1 hay hình thức 2. Thì anh ấy cũng đề cập là anh ấy muốn chuyển khoản hết luôn. Anh ấy bảo là chọn cho anh cái cho nó đẹp nhất là được, và tôi cho số tài khoản và anh đã chuyển khoản cho tôi rồi. Chiếc vòng này là nu hoa, thì tại sao lại là nu hoa? Nu hoa huyết long thì là cái loại mà gỗ mà chất lượng nhất, nó gỗ nó già nhất. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bác vì sao cái thằng này nó gọi là nu hoa nhé. Nu hoa vì là thứ nhất là cái độ thấu quang của nó thì nó chỉ tương đối thôi, nó không thấu quang nhiều như hàng VIP đâu. Cái chất gỗ của nó cực kỳ già và cái thớ gỗ của nó rất là kín mịn, nó không thể cho đèn xuyên qua được. Nó vẫn có tinh dầu, vẫn có hương thơm dịu nhẹ như hàng VIP, nhưng mà cái chất gỗ của nó quá già rồi, nó bao trùm hết cả bên ngoài, bên mặt ngoài luôn, nên là cái đèn nó không thể thông qua được như hàng VIP được. Cái thằng nu hoa là chất gỗ độ già của nó thì nó phải tầm 300 đến 500 năm tuổi rồi. Và sau khi đeo một thời gian thì nó sẽ xuống màu nâu đỏ rất là đẹp. Nếu mà các bác theo dõi những cái video của tôi trước đấy, tôi đeo một thời gian khoảng nửa năm hoặc là một tháng đến hai tháng đến nửa năm một năm thì nó xuống màu bóng đẹp cực kỳ luôn. Nếu mà các bác đã xem hoặc là các bác chưa xem thì các bác có thể vào xem thêm nhé. Công dụng của chiếc vòng nu hoa này là gì thì tôi xin nói ngắn gọn một chút. Về cái vòng gỗ phong thủy này thì tôi có khảo sát một vài anh em mua, thì mục đích sử dụng của anh em là gì thì các bác cũng có tư vấn, có nói chia sẻ lại. Thì ở đây thì tôi cũng nói cho các bác là cái mục đích
Và cái công dụng của cái sản phẩm này thì thứ nhất là nó giúp cho mình tự tin hơn này khi mà giao tiếp xã hội. Thứ hai nữa là nó cũng một cái trang sức phong thủy bằng gỗ quý, rất là tốt cho sức khỏe các bác nhé. Nó có hương thơm tự nhiên. Và thứ ba nữa là nó là một cái loại gỗ, vòng gỗ phong thủy thì nó cũng có mang tính chất là phong thủy và tâm linh rất là cao. Nó có khả năng trừ tà này, theo dân gian, quan niệm dân gian, và có thể là tránh được tiểu nhân hãm hại. Rồi thì mình khi mà mình đi tiệc, đi ăn cưới, đi đâu đấy, đi chơi thì mình cũng rất là tự tin khoe với bạn bè. Chiếc vòng này thì đang có giá là 1,6 triệu. Thì bên Mộc Hương Shop đang có cái khuyến mại đợt này thì đang giảm còn có 1,350,000 thôi các bác. Và đang được tặng tặng cái vòng khuyến mại kèm theo đấy. Thì Shop có tặng cho anh một cái vòng bách xanh. Cái khuyến mại này thì chỉ hết tháng, trong tháng này thôi các bác nhé. Và số lượng cái sản phẩm đô hoa này cũng rất là ít, không có nhiều các bác. Nên là nếu mà các bác cần những cái sản phẩm VIP đẳng cấp như này thì các bác nên liên hệ sớm để một cái shop có thể chọn cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất. Những cái sản phẩm size nhỏ hơn thì giá nó sẽ thấp hơn. Các bác có thể vào link ở phần bình luận ở bên dưới, tôi để bên dưới, và các bác vào trang web các bác xem. Nếu các bác đang tìm một cái sợi vòng phong thủy đẹp như này, chất gỗ già như thế này thì vân đẹp, thì các bác có thể liên hệ ngay một cái shop Zalo, số điện thoại 0987863250 các bác nhé. Về vấn đề bảo hành thì bên tôi bảo hành đánh bóng hạt miễn phí trong thời gian bảo hành các bác nhé. Thay dây, dây thì bên tôi cho rất là nhiều rồi, không lo về dây nữa. Và cái vấn đề nữa là các bác được đổi trả hoặc là nâng cấp lên sản phẩm mới trong vòng 10 ngày mà không mất phí. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đóng hàng gửi cho khách đây các bác. Gửi thì nó khoảng tầm 3 đến 5 ngày thì sẽ nhận được. Thì gửi hàng, nếu mà các bác nhận được hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Nên là các bác đặt hàng tại một phương sốt thì các bác hoàn toàn là yên tâm và an toàn khi mà nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bác nhé. 100% là hàng chuẩn, các bác được bóc ra xem, đeo thử. Rồi thì nếu mà ưng ý thì các bác mới phải thanh toán tiền. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Hương Shop. Cuối clip thì chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, chúc anh may mắn trong cuộc sống, theo cái vòng giữ gìn nó xuống màu đẹp. Cảm ơn các bác, nếu các bác thấy video hay thì các bác đăng ký kênh và chia sẻ lại cũng như like video để ủng hộ Mộc Hương Shop. Và ở đây thì bên tôi đang có cái những cái sản phẩm mà tặng theo này, kèm theo đây các bác. Đây là vòng bách xanh và những cái phụ kiện như là dây dự phòng này, hộp đựng này. Đó thì bên tôi sẽ gửi cho khách.